Thời gian gần đây, lợn hơi liên tục rớt giá về mức thấp, chỉ còn từ 35 đến 37 000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm chỉ còn 30 đến 32 000 đồng một kg. Vì vậy, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh và các siêu thị cũng được điều chỉnh giảm, chỉ còn khoảng từ 70 đến 150 000 đồng một kg tùy loại. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng một bộ phận của các lợn lại được nhiều người yêu thích, săn lùng giáo giết và luôn trong trạng thái khăn hàng. Lượng cung không đủ nên nhiều nơi còn phải nhập hàng đông lạnh từ nước ngoài về bán, đó là nầm lợn. Một tiểu thương tại đội cấn Ba Đình Hà Nội cho biết chị đang bán nầm lợn với giá 320.000 đồng một kg, nếu tầm ướt sẵn thì có giá 340.000 đồng một kg. Càng lạnh thì nhu cầu mua nầm lợn về chế biến món nướng ngày càng nhiều trong khi đó chỉ có những con lợn sắp đẻ hoặc đang trong quá trình nuôi con mới có nầm vậy nên nầm lợn rất hiếm chỉ phải đặt riêng tại lò mổ thì thỉnh thoảng mới có nếu có mỗi ngày cũng chỉ được vài kg nầm lợn đắt nhất là nầm tươi ấn ngón tay vào sẽ thấy chất lỏng dạng sữa chảy ra tuy nhiên dù nầm đắt và ngon nhưng cũng nên hạn chế ăn vì nầm lợn tươi rất hiếm các loại nầm lợn đông lạnh được nhập khẩu bán tràn lan trên các chợ mạng thì có giá rất rẻ nhưng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Mận điều đỏ được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây. Loại quả này có nhiều tên gọi khác nhau như mận hoa đỏ, điều mận, quả điều. Cây mận điều sinh trưởng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới, thường nở hoa vào đầu mùa hè và vào khoảng tháng 11-12 hàng năm là vào mùa mận điều đỏ miền Tây chín rộ. Khi ấy, loại quả này được bán nhiều trên thị trường. Khi trái mận điều còn non thì chúng có màu xanh nhạt. Khi trái chín, chúng có màu đỏ sậm, có thịt trắng, nhiều nước, thơm, vị ngọt và chua chua. Tuy nhiên lúc ăn, chúng không có vị chát như mận miền Bắc. Thoàn nhìn mận điều trông khá giống trái roi, nhưng những trái roi có mùi nhạt hơn, hình dáng dài hơn khi ăn xốp hơn. Còn mận điều thì thuôn dài quả và ruột đặc. Vì ruột của chúng khá đặc, chỉ có thể dùng dao cắt ra mà ăn, chứ không tách được bằng tay như roi. Loại cỏ này chấm chung với muối ớt cay, ăn rất đưa miệng và giải khát tốt vì chứa nhiều nước. Hiện 1 kg mật điều được bán với giá 70 000 đồng sẽ gần bao một nửa so với những năm trước. Trước đây giá mật điều luôn ổn định ở mức 130 đến 150 000 đồng 1 kg. Đôi giày bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của huyền thoại bóng rổ Mỹ Michael Jordan vừa được bán với giá 1,47 triệu đô la Mỹ, phá vỡ kỷ lục những đôi giày thể thao từng được bán đầu giá. Đôi giày mang nhãn hiệu Nike được Michael Jordan mang trong trận đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA thứ 5 của ông trong lần ra mắt đầu tiên vào năm 1984. Đây cũng là năm mà Nike và Jordan đã tạo ra dòng giày và quần áo thể thao mặt đặc trưng của ông. Theo nhà đấu giá Sotheby's, đôi giày lúc đầu được tính bán với giá từ 1 đến 1,5 triệu đô la Mỹ. Người mua là Nick Fiorella, một nhà sưu tập cao cấp.